Rồi, nay là ngày 11 tháng 7 2019. Thì âm thanh bãi Minh Chiếu Bình Định thì sẽ giới thiệu cho anh em và quay chi tiết cho anh em là bộ cặp loa Bô CL1 CL3 vừa về sáng nay. Thì em bóc thùng thì em cũng đã quay vào video hàng về sáng. Và giờ em sẽ quay chi tiết sản phẩm mà để anh em cùng xem. Thì anh em thích này sản phẩm thì liên hệ cho em qua số điện thoại này. Và xin mời tất cả anh em đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mà hàng tiến chọn bên em, giá cực kỳ hợp lý cho các bác. Đây là cặp Bô. Lúc trước cách đây cỡ nửa tháng thì em có về một cặp thì em đã bán rồi. Và cặp đó cũng giá 42 triệu và cặp này cũng giá 42 triệu nhưng cặp này có vẻ đẹp nhỉnh hơn một tí thôi nha. Nhỉnh một tí. Cặp trước đẹp xuất sắc rồi, cặp này còn xuất sắc hơn. Thì anh em nếu phải phân biệt cặp trước cặp sau thì anh em để ý giùm em cái này. Cặp trước thì nó có hơi bị mỉ lâu này, cặp này không có bị mỉ nha, rất là đẹp. Để tránh tình trạng nhiều người anh em chọt dĩa thì nói em về cái cũ rồi không có nha. Cái kia em bán lâu rồi, về 3 bữa là bán liền thôi. Cũng có rất nhiều nhiều người thì nó người ganh tị thì người ta làm dàn dựng video thì người ta nói này nó nọ nhưng em không có quan tâm cái điều đó. Thì mọi người, anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Thôi mình vào vấn đề chính thì anh em vẫn em sẽ quay là xung quanh rồi em sẽ quay mở e-keng ra. Lưu ý anh em, hàng bên em là không có giảm túc sơn mặt ni cho đẹp hay cho mới đâu nha, nguyên mọc nó luôn nha anh em, dòm gỗ này. Không sơn túc mặt ni luôn nha, hàng bển về sau để nguyên vậy luôn. Đấy. Cặp này nó trùng seri nha anh em, cái kia là con ruồi không phải là nó ruồi nó còn bu luôn đấy. Đấy, hay không mỹ không đồ, rất là đẹp, cặp này rất là đẹp. Đúng cặp luôn nha anh em. Rồi em sẽ qua đằng sau cho anh em cùng xem. Tại cặp này là nó trong series luôn nha. Một tay thì hơi bất tiện thì anh em thông cảm nha. Đây. Còn dính xốp dính đồ thì lừa. Đấy, anh em thấy cạnh đồ nó rất là đẹp. Tại vì bên đó người ta đóng cái thùng nó to lắm. Ship bên mạng về một cái thùng đóng cực kỳ to, shop thì thôi khỏi nói luôn. Đấy anh em xem rất là đẹp nha. 42 triệu nha, anh em là nhanh tay thì cứ liên hệ cho em. Đấy. Đấy chưa vệ sinh rồi luôn, đừng nói. Đây. Hàng OSA. Mới series là 49315 nha, 49315 anh em lưu ý giùm em, nhớ nha. 49315. 49315. Thì nó cũng theo thời gian thì nó cũng mờ mờ vậy thôi. Nhưng mà là 49315. Nên là dính gì vậy? Nó không quan trọng. Rồi, bây giờ em sẽ mở cái căn ra cho anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Nên mình chờ xí chứ một tay khó làm quá. Rồi, em đã tháo cái căn ra thì anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Tất cả là hàng đẹp riêng nguyên bản luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái tiếng loa nó rất là đều nha. Đấy, đúng cặp là tiếng loa luôn luôn đều, nếu mà nó không đúng cặp là nó không bao giờ đều. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, anh em xem những cái mối quắn của hàng nguyên bản nó quắn rất là đẹp nha. Cặp này karaoke gia đình và nghi nhạc thì thôi khỏi phải nói, tuyệt vời. Đánh những con đờ nông hoặc là những dòng xanh xui. Em sẽ có video và test cái cặp này với con đời nông hoặc là những con san xui gì đấy thì cho anh em thẩm âm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Anh em là thích sản phẩm này thì liên hệ, chỉ có một cặp duy nhất thôi nha. Lâu lâu mới về cho em không có hàng số lượng hay là hàng lô đâu. Hàng lô thì mua show thì nó khác, chất lượng nó khác. Có con này con kia. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.